Trước giờ công ty Hải Lan có đi lắp đặt máy ở Hồ Chí Minh chưa? Cho tôi xem video lắp đặt được không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm hành trình của công ty Hải Lan trong quá trình lắp đặt máy làm nhang tại xưởng sản xuất của anh Điệp ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Đối với chúng tôi, mỗi lần khách hàng quyết định đồng hành với chúng tôi là một cơ hội quý báu để tạo ra trải nghiệm không chỉ tốt nhất mà còn là cơ hội gây dựng lòng tin vững chắc. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã sẵn sàng đến tận xưởng của khách hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết. Họ không chỉ là những chuyên gia trong việc lắp đặt máy mà còn là những đối tác đáng tin cậy, sẵn lòng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng qua từng bước. Tại xưởng sản xuất, mỗi chi tiết của máy được lắp đặt một cách tỉ mỉ và chính xác, đảm bảo hiệu suất hoạt động cao và ổn định. Đội ngũ kỹ thuật viên cũng dành thời gian để hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng và bảo dưỡng máy, giúp họ khai thác tối đa tiềm năng của sản phẩm. Qua trải nghiệm này, chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của khách hàng mà còn tạo ra một trải nghiệm chuyên nghiệp và tận tâm. Điều này góp phần củng cố tạo tiền đề cho mối quan hệ đối tác lâu dài và thúc đẩy sứ mệnh phát triển bền vững của công ty với cam kết đồng hành cùng sự phát triển. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi là bạn đồng hành trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm bên tôi, hãy để lại thông tin ở phần bình luận, nhân viên sẽ liên hệ tư vấn và hỗ trợ ngay.